Bên trong xe tải, Yusaku và Ken Conter đang nói chuyện với nhau về các Inis. Theo như dữ liệu thu được từ Varys, các AI đã sinh ra ý thức riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy của thế giới. Bên trong thế giới ảo Link Viren, hai phóng viên Ed và Bồ Câu có một cuộc hẹn. Người hẹn họ chính là Ghost Guard, thợ săn kho báu lừng danh thế giới ảo. Thì ra là sau khi trả một cái giá rất đắt, hai phóng viên Ed và Bồ Câu đã mua được từ Ghost Guard toàn bộ những thông tin về Playmaker mà cô thu được, bao gồm cả trận đấu bí mật vừa rồi với Varys và cả những video trả lời phỏng vấn của Ghost Guard về những thắc mắc của họ. Trở lại phòng làm việc, hai người họ bắt đầu biên tập video. Tư liệu này được thu thập đầy đủ từ lúc Playmaker xuất hiện, chiến đấu với kỵ sĩ Hà Nội, lấy được Decode Talker cho đến trận đấu với The Girl. Sau đó có lẽ là đến trận đấu với Blue Angel, cũng bởi vì cô nàng này bị biến thành kỵ sĩ Hà Nội mà kéo theo một mớ rắc rối to đùng. Ghost Girl cũng không giấu giếm việc mình đã giăng bẫy Playmaker. Tiếp đến là pha hoàng tử giải cứu công chúa của Varys, rồi ngay sau đó là trận đấu gia đình lục đục giữa Varys và Playmaker. Có vẻ như sắp có kha khá sự thật về Playmaker sẽ bị phanh phui trong thời gian sắp tới. Trong nhà kho bí mật, Emma đang phân tích dữ liệu về Playmaker, đặc biệt là từ khóa tai nạn 10 năm trước. Có vẻ cô vẫn không bán hết dữ liệu cho Ed và Bồ Câu. Dự định hack vào bên trong cơ sở dữ liệu của tập đoàn SOL, Emma bị ngăn cản lại bởi một tầng Data Storm bảo vệ nên cô đã thất bại. Máy tính bị cưỡng chế tắt máy. Bên trong phòng làm việc, ngay cả Akira Zaizen cũng đang tìm kiếm tư liệu về tai nạn 10 năm trước nhưng vẫn không có manh mối. Vậy ra Akira vẫn chưa phải đầu sỏ của SOL. Đầu sỏ chắc là mấy quân cờ vua quá. Gặp nhau tại bờ sông, Emma biết tin là Akira đã bị giáng chức trưởng bộ phận an ninh. Người nắm quyền thay là Kitamura. Đây là một người tham vọng, ông ta muốn tạo ra một binh đoàn bài thủ bằng AI để đập tan các hacker như Playmaker hay là Hà Nội. Về đến nhà, Emma muốn tìm ra tung tích người đã giúp đỡ mình mở lối vào bên trong trận đấu của Varys và Playmaker, rồi từ đó lần ra Playmaker là ai. Bên trong xe tải, Khan và Yusaku nhìn thấy được tin nhắn của Ghost Girl gửi cho Khan trên một diễn đàn hacker. Cô muốn thách đấu với Playmaker, nếu thắng cô sẽ có được ai. Nếu thua, cô sẽ giao ra một cửa hậu giúp xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn SOL. Với điều kiện hấp dẫn như vậy, chắc chắn là Yusaku sẽ đồng ý rồi. Nhận được lời phản hồi, Emma ngay lập tức đăng nhập vào trong Link Viren. Ở bên này, Yusaku cũng đăng nhập vào thế giới ảo. Ghost Girl và Playmaker gặp nhau trong thế giới ảo, mặt đối mặt. Ghost Girl chứng minh cho Playmaker thấy mình thực sự có phần mềm hack vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn SOL. Bảo dữ liệu nổi lên, cả hai nhảy lên ván lướt sóng, trận đấu giữa Ghost Girl và Playmaker bắt đầu. Ghost Girl đi trước, trở hồi bình thường Antergest Marionette. Hiệu ứng của Marionette, úp một lá bảy Antergest từ bộ bài lên sân. Ghost Girl úp một lá xuống sân, rồi kết thúc lượt. Lượt của Playmaker rút bài. Trở hồi bình thường Cyber Wizard từ trên tay, mặc kệ bài úp, Playmaker cho Cyber Wizard tấn công Marionette. Ghost Girl kích hoạt hiệu ứng của Antergest Kulkari từ trên tay. Trở hồi đặc biệt nó xuống sân và ngăn chặn đòn tấn công của Cyber Wizard. Ngoài ra, khi Kulkari được trở hồi đặc biệt, vô hiệu hóa hiệu ứng của Cyber Wizard. Playmaker hết lượt. Đến lượt của Ghost Girl rút bài, cô trở hồi thêm một Antergest Marionette khác từ trên tay. Hiệu ứng của Marionette úp một lá bài 7 Antergest khác trong bộ bài lên sân. Ghost Girl mở cổng triệu hồi Link. Lạ một điều là cổng triệu hồi của cô nàng này xuất hiện dưới đất chứ không phải trên trời. Cô sử dụng tất cả quái thú trên sân, gồm hai Marionette và một Kunkari làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 3, Antergest Brambanshee. Kích hoạt 7 Antergest Manifestation, hồi sinh Marionette ở dưới mộ. Tiếp tục kích hoạt 7 Antergest Protocol. Ghost Girl ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng của Marionette, gửi Protocol xuống mộ để hồi sinh Marionette còn lại. Tiến tới một Marionette để kích hoạt hiệu ứng của Brambanshee, trở hồi đặc biệt Antergest Malusik từ bộ bài lên sân. Quay tài siêu thiệt. Ghost Girl úp một lá bài lên sân. Âm mưu của Ghost Girl là sẽ hạ điểm gốc của Playmaker về không trước khi cậu ta kịp sử dụng skill. Lẽ nào là một pha one turn kill từ vị trí của bài thủ Ghost Girl. Malusik có khả năng tấn công trực tiếp đối phương. Playmaker mất 500 điểm gốc đầu tiên. Hiệu ứng thứ hai của Malusik, khi nó gây thiệt hại điểm gốc, gửi Cyber Wizard trên sân Playmaker xuống mộ. Tổng tấn công của Marionette và Brambanshee là 3.007, OTK thiệt chứ chẳng đùa. Antergest Marionette tấn công trực tiếp Playmaker. Playmaker điểm gốc còn 1.900. Antergest Brambanshee tấn công trực tiếp Playmaker. Trận đấu kết thúc, Playmaker thua trận.
Yu-Gi-Oh đổi tên thành Ghost Gun O. Ủa chưa hả? Khi đối phương tấn công trực tiếp, Linebacker triệu hồi đặc biệt Lockout Ghana xuống sân, nó cũng sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu trong lượt này. Nếu tiếp tục tấn công thì Playmaker sẽ còn lại 800 điểm, đủ điều kiện kích hoạt skill. Không muốn để điều đó xảy ra nên Ghost Gun không tấn công mà tuyên bố ngớt lượt. Lượt của Playmaker rút bài. Ngay lúc này, Ghost Gun kích hoạt 7 Antergas Protocol. Sau đó, hiến tế Malusik để kích hoạt hiệu ứng của Brem Banshee, triệu hồi đặc biệt Antergas Sikitos từ bộ bài ra sân. Khi Malusik bị gửi xuống mổ, lấy Antergas Kunkari từ bộ bài lên tay. Nếu chỉ có quái thú đối phương nằm ở Extra Monster Zone, triệu hồi đặc biệt Backlinker xuống sân. Hiến tế Backlinker để kích hoạt hiệu ứng, gửi hết quái thú ở Extra Monster Zone xuống mổ. Ghost Gun kích hoạt Marionette xuống mổ để kích hoạt hiệu ứng của Protocol, ngăn chặn hiệu ứng của quái thú đối phương. Khi hiệu ứng của quái thú Cybus bị ngăn chặn, triệu hồi đặc biệt Stripping Partner từ trên tay. Nếu Stripping Partner được triệu hồi đặc biệt, hồi sinh Backlinker dưới mộ lên sân. Ghost Gun trả Protocol lên tay để kích hoạt hiệu ứng của Shinkitos, trả Stripping Partner về tay, hoặc hiệu ứng của Lockout Gasna. Vô hiệu hóa hiệu ứng của Shinkitos và Stripping Partner, Backlinker sẽ không thể hồi sinh. Playmaker mở cổng triệu hồi Link, sử dụng Lockout Ghana và Stripping Partner làm nguyên liệu, triệu hồi quái thú Link 2, Underlock Taker. Sau đó, Playmaker triệu hồi Balancelor vào khu vực mũi tên của Underlock Taker. Hiệu ứng của Underlock Taker, Frenbancy sẽ giảm 1.700 công bằng với công của Balancelor. Kích hoạt 7 Antergas Camouflage, trang bị cho Frenbancy. Frenbancy sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu hiệu ứng hoặc mục tiêu tấn công. Frenbancy lúc này đã được bảo vệ tận răng. Playmaker hy sinh 1.000 điểm gốc, kích hoạt hiệu ứng của Balancelor. Điểm gốc của Playmaker còn 900 điểm, lúc này cậu có thể kích hoạt skill được rồi. Đi trước một bước, Ghost Gun kích hoạt skill Sacred Curse. Cô sẽ rút bài cho đến khi rút được quái thú, lấy quái thú đó lên tay, hai người chơi sẽ được hồi điểm gốc bằng với sức công của quái thú đó. Lá bài đầu tiên là 7 nên cô sẽ gửi xuống mộ. Lá thứ hai chính là Malusik, thêm nó lên tay hai người chơi được thêm 500 điểm gốc. Hiệu ứng của Balancelor vẫn kích hoạt bình thường, Playmaker được triệu hồi bình thường Scandorn từ trên tay. Playmaker hy sinh 1.000 điểm gốc, hiệu ứng của Scandorn, sử dụng hiệu ứng của Antergas Camouflage dưới mộ của Ghost Gun lên Shinkitos trên sân Ghost Gun. Giờ đây Playmaker đã có thể kích hoạt skill, lớp xóa dữ liệu bắt đầu xuất hiện. Lao vào trong Data Storm, Playmaker đưa tay và kích hoạt skill Storm Asset. Cậu thành công trích xuất được quái thú cực mạnh bên trong bão dữ liệu, có vẻ là một chiến binh có Stalker mới. Ghost Gun cũng bị cuốn vào trong bão dữ liệu nên Playmaker quyết định mạo hiểm, không bỏ mặc cô mà lao vào trong cơn bão một lần nữa để cứu Ghost Gun. An toàn trở lại ván lướt sóng, cả hai lao ra khỏi cơn bão và tiếp tục trận đấu. Playmaker mở cổng triệu hồi Link, sử dụng Underlock Taker và Balancelor làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 3. Đây là quái thú mà Playmaker vừa thu phục được, Escort Talker. Kích hoạt hiệu ứng của Escort Talker với hai quái thú ở Extra Monster Zone, khóa hai Omen Monster Zone của Ghost Gun. Như vậy cô không thể sử dụng hiệu ứng bảo vệ của Kunkari từ trên tay được. Còn Brem Banshee và Silkitot đã bị trang bị bởi Camouflage, không thể bị chọn là mục tiêu tấn công, nên Playmaker có thể tấn công trực tiếp người chơi. Mọi người đừng thắc mắc, hoạt hình nó vậy đó. Hiến tế Scandorn để kích hoạt hiệu ứng, Escort Talker có thể tấn công 2 lần. Lần tấn công đầu tiên, Ghost Gun còn 2.200 điểm gốc. Lần tấn công thứ hai, Ghost Gun chính thức thua cuộc. Đúng như giao kèo, Ghost Gun đưa chương trình xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của SOL cho Playmaker rồi bỏ đi. Ếch và bồ câu tưởng chừng đã quay phim được trận đấu, nhưng khi mở ra thì nhận được tin nhắn của Ghost Gun rằng cô đã xóa hết dữ liệu trận đấu cũng như dữ liệu đã bán cho ếch và bồ câu. Đúng là tiền mất tật mang mà. Nắm được quân bài chiến lược, Playmaker sẽ làm gì tiếp theo đây? Hãy đón chờ tập tiếp theo của series tóm tắt Yu-Gi-Oh! V-Ren trên M2D Channel nhé. Xin chào!